Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Song Hà, đến từ Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Tôi rất là vinh hạnh để có thể chia sẻ với các bạn một cái vấn đề, đó là cái vẹo cột sống. Thì hiện nay, ngay tại phòng khám, thường cứ mỗi buổi như vậy, chúng tôi thường sẽ tiếp cận được với vài ca vẹo cột sống. Họ đến với chúng tôi có thể là vì đau lưng, hoặc là vì đau cái khớp gối, đôi khi là một cái phát hiện tình cờ sau cái phần khám toàn diện của chúng tôi. Như vậy cái vẹo cột sống là bệnh lý như thế nào mà có rất là nhiều người không biết là mình có cái bệnh lý về vẹo cột sống. Thì theo thống kê, hiện tại trên dân số là chiếm khoảng từ 1-4% dân số là bị vẹo cột sống. Thì cứ trong 100 ca vẹo cột sống thì có khoảng 30 ca thuộc tuổi đang đi học, đó là từ 10-18 tuổi. Đó là cái tuổi mà cái hệ cơ xương khớp đang phát triển rất là mạnh mẽ. Như các bạn thấy trên hình ảnh thì cấu trúc của cột sống của chúng ta là nó có vùng cột sống cổ, cột sống ngực, cột sống thắt lưng và vùng cột sống cùng. Chúng liên kết với nhau bằng một hệ thống dây chằng và cơ rất là chắc chắn và liên tục. Và cái cột sống được ví như là một cái trục của cơ thể. Và trên cái trục đó, nó chứa đựng đầu, cổ, tay chân, ngực. Ở trong ngực chúng ta thì có hai lá phổi, có trái tim và kể cả cơ quan nội tạng. Và đối với một cái khối lượng như vậy thì nó gánh hết, cột sống nó gánh hết. Và sau đó nó chuyển lực xuống hai chi dưới. Như vậy khi mà cột sống có vấn đề thì các thành phần liên đới sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Bằng mắt thường chúng ta có thể bước đầu nhận ra là chúng ta hoặc là con cái của chúng ta hoặc là người thân của chúng ta có cái vấn đề về vẹo cột sống. Thì các bạn cứ quan sát, thứ nhất là cái dáng đi của người đó có thể là hơi nghiêng về một bên, và khi người đó ngồi cũng có cái khuynh hướng là nghiêng về một bên. Và nếu bạn quan sát kỹ hơn thì là bờ vai hai bên không cân xứng, một bên hơi thấp, một bên hơi cao. Quan sát kỹ hơn nữa là cái xương bả vai phía sau, một bên là hơi nhô, còn một bên là thấp hơn. Mình đi thấp hơn một chút xíu nữa, đó là cái khung chậu nó sẽ một bên thấp, một bên cao. Và có thể người đó đi, mình thấy cái vùng xương chậu, vùng mông đó, nó sẽ hơi nỉa một chút xíu. Thường khi mình quan sát, mình sẽ quan sát từ phía sau tới. Sau khi chúng ta có thể định hướng được là người này có một cái vấn đề gì đó về cột sống thì chúng ta sẽ đi khám. Và khi đến với chúng tôi, thường chúng tôi sẽ có một cái khám toàn diện hơn để xem cái vấn đề cột sống này nó vẹo thật sự hay là một cái vẹo chức năng thôi. Thì qua hình ảnh x-quang tổng thể của cái hệ thống cột sống, chúng tôi sẽ biết được, xác định được là cái vẹo cột sống này nó ở vị trí nào, vị trí ngực, vị trí lưng, và cái mức độ của nó là nhẹ, trung bình hay là đã nặng rồi. Và để mà có thể xác định được cái độ nặng của cái vẹo cột sống này thì thường chúng ta sẽ phải đo cái góc khớp nó, nếu nó dưới 20 độ là ở mức độ nhẹ, từ 20 độ cho tới 40 độ là mức độ trung bình, và trên 40 độ thì thường phải cân nhắc đến cái vấn đề là có phẫu thuật hay không. Như vậy vấn đề chúng ta đặt ra là làm sao để cho các trường hợp về cuộc sống của gia đình, của người thân chúng ta đừng có đi đến cái mức độ nặng, bằng cách là chúng ta thường xuyên quan tâm, quan sát cũng như là khám định kỳ hàng năm để có thể phát hiện sớm cái bệnh lý về cuộc sống này, đặc biệt là ở trẻ em. Về nguyên nhân của cái về cuộc sống này thì có nguyên nhân là bẩm sinh do cái hệ thống thần kinh cơ, ví dụ như là bại não, hoặc là bẩm sinh tự nhiên có, hoặc là ở những người có cái vấn đề về thoái hóa cột sống, đặc biệt là ở người già.
Một nguyên nhân khác đó là nguyên nhân do tư thế, do người ta gọi là vẹo cột sống chức năng. Thì cái đó nó có nhiều nguyên nhân, có thể là do tư thế xấu, có thể là do bệnh lý của cái cơ thắt lưng, và có thể là do bệnh lý của thần kinh tọa. Và có một cái mà ít ai biết đến, đó là nguyên nhân từ cái bàn chân bẹt. Về phân loại của cái phần vẹo cột sống này thì như chúng tôi đã nói rồi là nó có mức độ nhẹ, mức độ trung bình và mức độ nặng. Còn về phân loại về cái phần mà cấu trúc của nó thì nó có hai loại. Một là do tư thế, là cơ năng thôi, thì tôi cũng đã phân loại rồi. Thì cái tư thế mình có thể điều chỉnh dễ dàng hơn so với cái loại mà vẹo cột sống cấu trúc. Vẹo cột sống cấu trúc nghĩa là nó có trong cái phần vẹo đó, cái thân đốt sống nó có thể biến dạng hoặc là nó đã có thể xoay rồi. Và với cái tình trạng xoay đốt sống như vậy, nó sẽ làm biến dạng cả cái khuôn ngực. Mà các bạn biết là trong khuôn ngực là có cái hai lá phổi nè, có trái tim nè. Và khi cái khuôn ngực của chúng ta nó bị biến dạng, nó không còn cân đối hai bên nữa, thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp cũng như là hệ thống tim mạch. Ngoài ra, khi cái tình trạng vẹo cột sống này tiến triển càng ngày càng nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần khung chậu cũng như là phần chi dưới. Phần khung chậu thì thường các bạn sẽ đau cái khung chậu, đau phần dưới cái vùng hông. Xuống tới chi dưới nó sẽ có thể ảnh hưởng đến khớp gối và khớp háng, kể cả cổ chân. Tất cả những cái khớp ở đó có thể dần dần nó sẽ dẫn đến là thoái hóa khớp, do cái khớp gối hoặc là khớp háng nó bị xoay trong vì cái tình trạng vẹo cột sống. Như vậy, làm sao để chúng ta có thể phát hiện sớm, điều trị sớm trong những cái trường hợp mà vẹo cột sống ở mức độ nhẹ? Vì ở mức độ nhẹ chúng ta chỉ cần can thiệp bằng cách là điều chỉnh tư thế xấu, ví dụ như tư thế đứng, tư thế đi, tư thế ngồi. Đặc biệt là ở cái tuổi học đường, các bé ngồi học có tư thế cực kỳ quan trọng. Có một số bé là có khuynh hướng ngồi gác một chân, và đúng cái chân, ví dụ như chân bên phải hoặc là chân bên trái, hoặc là có khuynh hướng là chống cằm một bên, thì mình sẽ không thấy là cái vẹo cột sống nó xuất hiện liền đâu, nhưng mà có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nó tiến triển rất là chậm, và khi mình phát hiện ra thì nó đã có rồi. Và ngược lại, khi mình phát hiện ra thì chúng ta cũng phải trả giá bằng 1 năm, 2 năm, 3 năm đó để điều chỉnh lại cái tư thế của cái cột sống của mình. Như hồi nãy tôi nói là ngoài cái việc là chúng ta điều chỉnh cái tư thế trong sinh hoạt, thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cái hệ thống bài tập trị liệu để mà có thể cân bằng lực cơ cũng như là điều chỉnh cái sự cân bằng giữa hai bên cột sống. Và cái thứ ba nữa là chúng ta không thể quên, đó là phải đảm bảo cái hệ thống dinh dưỡng, không để cho bé suy dinh dưỡng hoặc là còi xương, nó cũng có thể dẫn đến cái vẹo cột sống. Và cái thứ tư đó là cái hoạt động thể dục thể thao để mà có thể cân bằng cái hoạt động của cơ thể, giúp cơ thể tăng trưởng một cách đều đặn và đồng bộ cho cơ thể của chúng ta. Tóm lại, vẹo cột sống thì nó không phải là một cái bệnh lý quá nguy hiểm, nhưng nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của chúng ta, đến chất lượng cuộc sống của chúng ta, và nó có thể ảnh hưởng đến cái hệ hô hấp, hệ tim mạch, đặc biệt là hệ vận động cũng như là cái thẩm mỹ. Một số người khi mà có cái tình trạng vẹo cột sống nhiều thì cơ thể của chúng ta nó không cân đối, thì nó đặc biệt ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ. Và chính cái vấn đề này là ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ, đặc biệt là con trẻ. Và bé, con trẻ có thể sẽ là tự ti về cơ thể của mình, không muốn tiếp xúc với xã hội, không muốn tham gia tất cả những cái sinh hoạt, cộng đồng, thể thao, thì dần dần sẽ làm cho cuộc sống trở nên là không có chất lượng, không có vui tươi, không có lối thoát. Vì vậy, chúng ta làm sao để mà phát hiện càng sớm càng tốt
bằng cách là về chế độ sinh hoạt, về chế độ dinh dưỡng, về chế độ tập luyện, cũng như là tái khám hàng năm để mà các bác sĩ có thể cùng chúng ta phát hiện ra cái tình trạng về cuộc sống này. Thì qua cái phần chia sẻ này, tôi rất là hy vọng là các bạn nắm được một số cái vấn đề chính yếu trong cái việc phát hiện sớm cái bệnh lý vẹo cột sống ở người già bị thoái hóa cột sống, cũng như là ở cái tuổi học đường, để mà có thể cùng xã hội, cùng chúng tôi giải quyết cái vấn nạn này.